Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp đua của Java, mang thương hiệu Java Shimizu. Một mẫu xe mang thương hiệu của Ý, được trang bị bộ chuyển động full Shimano Soza, nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên đồ của DK. Nhôm. Làm rất là đặc trưng của Java với những cái mối hàn được mài giả vân carbon, giả khung carbon rất là đẹp, nước sơn nguyên bản xe này còn khá là mới, trên khung là chỉ có những cái vết xước nhỏ qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi, càng của chiếc xe là càng carbon, các bác nhìn thấy những cái vân carbon càng carbon. Đùi đĩa trục rỗng của Blue được trang bị full bộ chuyển động Shimano Soza 10 tầng lip, 2 tầng đĩa. Bánh nguyên bản của xe là DK, bánh 700C đi vòng túi đổ. Nylon dẹp của Uno, đôi tay bấm được trang bị ở đây là đôi tay bấm của Shimano Soza. Xe chỉ có 9 tầng lip. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, đến khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm, và chiếc xe phù hợp với các bác thì khoảng 1m63 đến 73, 74, 75 thì là phù hợp. Xe có 18 khúc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe như các bác thấy trên hình vô cùng là mượt mà, đi xuống rất là êm ái. Xe bên em đang bán mức giá rất là tốt, chỉ có 9.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.